rồi thì uh, hôm nay thì mình uh, xin phép cả nhà sẽ nói về cái vấn đề là chúng ta thực hiện các nghiên cứu cũng như là công bố xuất bản các cái nghiên cứu đấy thì uh, cái việc này nó nó cụ thể nó là cái gì yeah, uh, cái việc mà chúng ta làm nghiên cứu cũng như là công bố nghiên cứu nó là cái gì tại sao chúng ta phải làm như vậy và chúng ta làm như thế như thế nào thì đấy là một vài các cái um, điểm um, cơ bản nhất trong cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay thì trước hết thì như chị Đức có giới thiệu thì hiện nay tôi đang công tác tại đại học RMIT ở Melbourne cùng với cùng trường với chị Đức tất nhiên là khác khoa trong trường này trong school này có bốn cái department bốn cái khoa thì chị Đức hiện tại đang công tác tại khoa kế toán còn tôi thì đang công tác tại khoa quản trị logistics và chuỗi cung ứng thì uh, trước hết một một số các thông tin cơ bản nhất về diễn giả ngày hôm nay thì hiện tại tôi đang um, uh, ngoài việc uh, đang công tác tại đại học Ramit ở Melbourne thì đồng thời cũng đang làm uh, uh, phó biên tập của một cái tạp chí gọi là Asian Journal Shipping Logistics chuyên chuyên về lĩnh vực um, uh, vận tải uh, hàng hải cũng như là logistics đây là một tạp chí có cái thứ hạng là Q1 q 1 nó là cái gì thì chắc ở đây cũng rất nhiều người biết rồi nhưng mà trong cái phần trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ nói sơ qua về cái này ở uh, những cái um, slide sau. Um, thì hiện tại trong trường này thì tôi đang um, uh, làm uh, phụ trách một cái công việc hành chính uh, có tên gọi là phụ trách uh, nghiên cứu sinh của trường. Hiện nay hiện nay trường của chúng tôi của chị Đức và tôi hiện tại có một, cho đến thời điểm này có khoảng 122 sinh viên nghiên cứu sinh cho bốn chuyên ngành. Um, trước khi về công tác tại Remix đầu 2016 thì tôi có khoảng độ 6 năm rưỡi công tác Đại học Nàn Giang, Đại học Công nghệ Nàn Giang ở Singapore. Trước đấy thì làm việc tại um, Viện Hàng Hải Úc ở Đại học Tasmania. Um, uh, còn trước cái thời gian đấy thì như các bạn cũng nhìn thấy là uh, tôi không phải là đi lên um, gọi là trở thành giảng viên từ um, từ từ ghế giảng đường uh, thẳng. Mà uh, đã, đã có một thời gian làm việc ở bên ngoài. À, thì chuyên ngành chính của tôi um, gọi là bằng cấp mà từ đại học cho đến tiến sĩ đều nằm trong chuyên ngành logistics hàng hải. Um, thì sau khi ra trường thì tôi làm việc tại cảng container quốc tế Việt Nam tức là cái công việc mà gọi là trong ngành um, trước khi mà um, đi sâu vào học thuật thì làm việc tại cảng container quốc tế Việt Nam uh, làm việc tại hãng tàu cũng như uh, là hãng tàu container cũng như là các cái một cái công ty đại lý giao nhận vận tải trong trong chuyên ngành. thì uh, khi nói về cái uh, hồ sơ về nghiên cứu ấy, thì hiện tại uh, cho đến thời điểm hiện tại thì đang có năm cái lĩnh vực uh, nghiên cứu chính uh, thứ nhất là về quản trị chất lượng trong logistics hàng hải bao gồm cả vấn đề về quản trị an toàn và an ninh thứ hai là um, uh, gọi là vấn đề nghiên cứu phát triển các cái uh, gọi là kỹ năng các cái kỹ năng um, của những cái người um, đang làm việc trong ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng cái lĩnh vực thứ ba mà tôi quan tâm và nghiên cứu là về tích hợp chuỗi cung ứng cũng như là nghiên cứu cái sự đạn hồi sự bền bỉ của chuỗi cung ứng à, thứ tư là về quản trị các cái rủi ro trong ngành hàng hải và thứ năm là một cái đề tài mà nó bắt cầu không chỉ về trong ngành hàng hải cũng như là về chuỗi cung ứng cũng trong các ngành khác là vấn đề về à, phát triển bền vững và cái đặc biệt là mối quan hệ của à, phát triển bền vững các mô hình phát triển bền vững và cái um, hoạt động của doanh nghiệp. Um, thì khi mà chị Đức giới thiệu về cái cái uh, publication thật ra cái con số 140 uh, publication các cái gọi là các bài báo um, trên trên các cái tạp chí học thuật cũng như là các cái hội nghị uh, có bình duyên ấy thì nó nó không là cái gì cả. Uh, so với rất nhiều các cái học giả nổi tiếng khác nên là tôi cũng không không có xem với vài tôi nói bắt đầu là, là trong cái lĩnh vực nghiên cứu học thuật này tôi cũng chỉ là mới người bắt đầu thôi <laughs> nhưng mà khi chúng ta nói về cái cái ảnh hưởng của cái nghiên cứu ấy, thì hiện ngày nay ấy, thì người ta tức là rất nhiều các cái trường đại học <laughs> người ta có một cái mô hình khi mà đánh giá cái ảnh hưởng của nghiên cứu thì nó cũng không, không đơn thuần là cái số lượng bài báo cũng như là cái xếp hàng của cái tạp chí mà các bạn xuất bản cũng như là cái cái hệ số trích dẫn hay xin hoặc là tổng tổng số cái um, trích dẫn cái bài báo của bạn bởi vì người ta cho rằng là gì tức là uh, khi mà nói về trích dẫn ấy thì nó nó như thế này tức là bạn xuất bản một bài báo trên một tạp chí bạn được nhiều học giả khác trích dẫn thì cũng giống như là anh gãi lưng tôi xong đến đến khi mà 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 anh xuất bản một bài báo thì tôi lại trích dẫn ngược lại của anh tức là tôi lại gãi cái lưng của anh à, chúng ta giúp nhau thế thì cái 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 um, Uh, critic cái 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 gọi cái, là cái, 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 cái phê phán của cái um, vấn đề này là gì tức là nó cái việc trích dẫn này nó nằm trong một cái gọi là một cái tháp ngà khoa học một cái ivory tower tức là chỉ có các cái học giả trích dẫn lẫn nhau thôi cái câu hỏi lớn đặt ra thì là gì ở đây là cái 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 ảnh ảnh hưởng của cái nghiên cứu học thuật ở đây không đơn thuần là cái việc là người ta trích dẫn cái công trình khoa học của bạn mà quan trọng hơn nữa là cái um, industry tức là những cái người mà làm ngoài học thuật các các cái doanh nghiệp rồi cộng đồng uh, doanh doanh nghiệp vân 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 xã hội nói chung á người ta đánh giá cái ảnh hưởng của nghiên cứu của bạn như thế nào thế thì um, ở rất nhiều các trường học ngày nay người ta đánh giá cái tác động của nghiên cứu học thuật không đơn thuần là cái việc trích dẫn các bài báo khoa học mà còn là từ, mà, mà còn ở những cái rất nhiều các khía cạnh khác nhau ví dụ như là việc anh có được um, các cái tạp chí chuyên ngành uh, của của ngành ấy, nó, nó, người ta mời phỏng vấn, người ta mời viết bài, Rồi việc anh trả lời phỏng vấn trên các cái báo đài, vân vân và vân vân, rất nhiều các cái cái các cái cách thức gọi là đánh giá ảnh hưởng khác nhau. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói là gì, tức là uh, xuất tân không 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 đơn thuần là người gọi là giáo viên đại học và uh, nghiên cứu khoa học mà mà xuất thân là từng người đi làm và sau đó là vì gọi là gì tức là vì nhiều lý do khác nhau đưa đấy thì tôi lại um, hiện tại đang đang công tác trong cái uh, uh, môi trường gọi là um, giáo dục và nghiên cứu thì <laughs> thì um, tôi luôn có một luôn luôn có một cái mục hướng đến là làm sao cho gọi là tận dụng tất cả các cái cơ hội uh, có được để mà làm cho cái cái nghiên cứu của mình nó nó có tính ảnh hưởng ra bên ngoài Chứ không chỉ đơn thuần gói gọn trong cái 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 uh, gọi là cộng đồng học thuật. Um, thế thì các bạn biết rồi tức là uh, logistics và chuỗi cung ứng là cái chuyên ngành hẹp của tôi, tôi tôi biết ở đây có rất nhiều các bạn, tôi đến từ rất nhiều các chuyên ngành khác nhau. Thì đây thì tôi chỉ nói được là trong cái chuyên ngành của tôi thôi, tức là cái cái chuyên ngành logistics và chuỗi cung ứng mà chuyên ngành hẹp là là logistics hàng hải thì rất rất là hẹp. Um, thì những chuyên ngành này nó, nó rất là quan trọng. Rồi rồi. Đấy, đúng rồi nhưng mà vẫn hơi thiếu mỡ một tí mỡ nữa mỡ phải cháy cạnh một tí nữa thì mới ngon được. đúng rồi. À, cái cái việc mà chúng ta nói về nghiên cứu và đồng thời chúng ta nói về nấu ăn à, gọi là nấu ăn để ăn tối thì thì rất là thú vị đúng, không? đúng rồi hai, hai cái đó nó đi kèm với nhau rất là tốt. À, ở đây tôi đang nói là gì thế cái, à, cái 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 tầm quan trọng của logistics và quản trị chuỗi cung ứng thì nó 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 được thừa nhận từ từ rất là lâu. thế nhưng mà thường á thì à, gọi là xã hội cũng như là cộng đồng doanh nghiệp người ta Um, ít khi thừa nhận cái việc đấy cho đến khi có một cái sự cố gì đó diễn ra. Thế thì um, trong mấy tháng vừa rồi thì thì um, các cái nghiên cứu cũng như là các cái ý kiến về 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 uh, gọi là ý kiến chuyên gia của tôi được được xuất hiện trên khá là nhiều các cái um, các cái tạp chí chuyên ngành cũng như là um, báo đài ở úc như các bạn cũng nhìn thấy trong trong slide là lý lý do tại sao là như thế là bởi vì vì từ khi Covid xuất hiện từ tháng 3 năm ngoái thì nó cho đến thời điểm này nó tạo ra rất nhiều các cái đứt gãy, các cái gián đoạn trong chủ cung ứng toàn cầu. Thì ở Úc này các bạn biết rồi là Giáng sinh thì đang đến gần và cái văn hóa ở Úc này như chị Đức cũng biết là gì tức là gần đến Giáng sinh thì người ta người ta gửi quà, người ta đặt quà, đặt mua quà rất là nhiều. thì từ năm ngoái đến năm nay thì vì cái đặc thù của Covid nó giãn cách xã hội vân 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 cho nên là cái việc mua sắm online này diễn ra rất là nhiều và đặc thù trong năm nay đặc biệt trong năm nay là gì tức là người ta từ khoảng độ 2-3 tháng trước là người ta đã nhìn thấy cái chuyện là gì tức là khi mà đặt mua qua qua cái kênh mua sắm online ấy, thì đã được cảnh báo người, người mua hàng người ta được cảnh báo là sẽ sẽ bị giao hàng chậm thế thì nó nó tạo ra một cái một cái sự hỗn loạn và lo lắng cho nên rất nhiều các cái báo đài các cái kênh truyền thông người ta tìm đến các cái chuyên gia và tôi có may mắn là được họ tiếp cận và họ hỏi là lý do tại sao là như thế vân 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 và người ta sẽ làm người ta cần phải làm cái gì thì trong khoảng thời gian khoảng độ hai ba tháng trở lại thì xuất hiện khá là nhiều trên những cái này thì cái này nó liên quan đến cái ý tôi nó có nói lúc trước là gì tức là nó liên quan đến chuyện là cái ảnh hưởng của người làm nghiên cứu bây giờ ở rất nhiều trường đại học người ta đánh giá không chỉ đơn thuần là trong cái cộng đồng học thuật mà nó nó lan tỏa ra ngoài nữa bên ngoài xã hội nữa thế thì uh, như, như có um, có hứa với các bạn trong cái abstract ấy, là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nó rất là short and short uh, bởi vì tôi có để ý um, cái, cái, nội dung của nhịp cầu trước thức thì cái webinar là webinar 11 tức là trước đây thì tổ chức đã đã mời cái webinar rồi và trước đây thì trong 10 webinar đấy thì có những webinar rất rất là chuyên sâu về về phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng đúng lý ra về mặt sequence, về mặt gọi là trình tự thì cái webinar này cần phải được tổ chức trước. Đúng không nào? nhưng mà bây giờ nó 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 như vậy cho nên là tôi mới nói là là sẽ không có nói đi quá sâu vào từng cái bước hoặc là từng cái phương pháp. mà mà cái cái buổi chia sẻ ngày hôm nay chỉ nhằm mục đích là cung cấp cho các bạn là một cái bức tranh một cái nhìn rất là hệ thống và bức tranh toàn cảnh về cái việc làm nghiên cứu. Đấy, à, tại sao chúng ta phải làm nghiên cứu làm nghiên cứu như thế nào Đấy, và cũng như các cái vấn đề liên quan thế thì các chủ đề à, mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cho cho các bạn ngày hôm nay bao gồm có hai chủ đề chính thứ nhất là là việc thực hiện làm nghiên cứu và thứ hai là công bố xuất bản nghiên cứu đúng không nào thì khi mà nói về việc thực hiện làm nghiên cứu thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu là nghiên cứu nó là cái gì nghiên cứu nghiên cứu là cái gì và không là cái gì về mặt định nghĩa à, rồi chúng ta cũng hỏi chúng ta cũng cần phải trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm nghiên cứu Thật, những cái giá trị của việc làm nghiên cứu là ở đây là cái gì à, ai là người sẽ làm nghiên cứu có phải là chỉ là những gọi là research những cái nhà những cái người làm nghiên cứu gọi là à, thuần túy trong các cái trường các cái viện hay là ai cũng có thể làm nghiên cứu được nếu như có một số hiểu biết cơ bản về phương pháp nghiên cứu Đấy, thì sau đó tôi sẽ nói sơ qua về cái 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 uh, tổng quan về cái um, tiến trình chúng ta làm nghiên cứu rồi một số các cái khái niệm rất là cơ bản chẳng hạn như là nghiên cứu uh, cơ bản nghiên cứu uh, ứng dụng cũng như là các nghiên cứu gọi là uh, um, gọi là khám phá cũng như mô, mô tả cũng như là các nghiên cứu mà 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 nhằm để xác định các cái mối quan hệ nhân quả rồi, rồi nghiên cứu định lượng nghiên cứu định tính tất cả những cái khái niệm này tôi 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 chắc là các bạn cũng đã được giới thiệu trong các cái webinar trước rồi đúng không ạ rồi sau đó chúng ta sẽ Đi rồi sơ qua một chút về các cái về mặt dữ liệu chúng ta có dữ liệu gọi là cấp 1 dữ liệu cấp 2 rồi một cái vấn đề khá là quan trọng đã cần phải biết là cái việc kiến thức được cái, cái, cái lý thuyết ấy, được tạo ra như thế nào bằng hai cái hai cái phương pháp chính một cái là, là một phương pháp là suy luận. Uh, deduction là phương pháp suy luận và thứ hai thì induction là phương pháp gọi là phương pháp quy nạp uh, và đó chúng ta sẽ tổng kết lại bằng một cái uh, gọi là cái một gọi là cái phương pháp luận khoa học phương pháp luận khoa học thì đấy là tổng quan chung về cái 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 việc chúng ta làm nghiên cứu tiếp theo sau thì sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề là công bố xuất bản nghiên cứu tại sao chúng ta lại phải công bố xuất bản nghiên cứu và khi và đặc biệt là đối với các bạn mà đang uh, làm việc đang công tác đang làm việc trong trong các trường các viện mà chúng ta cần phải công bố, đúng không? thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là công bố trên những tạp chí nào. À, chúng ta phải hiểu về cái các cái thứ hạng của các cái tạp chí. À, và sau đó tôi sẽ đi rất là nhanh qua cái cái cái, cái 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 cấu trúc của một cái bài báo nghiên cứu khoa học mà cần cần gọi là nộp cho các cái tạp chí khoa học. Đấy, rồi khi mà chúng ta nộp thì sau một thời gian thì bài, bài báo của chúng ta cần phải được bình duyệt đúng không? Chứ còn nếu chúng ta chúng ta nộp um, bài báo của chúng ta cho các cái tạp chí mà mà người ta không bình duyệt thì thì không nói làm gì là cái đấy chúng ta bỏ qua một bên. Nếu nếu như các anh như các bạn đang làm trong các trường các viện thì, thì thì chắc chắn một điều là bắt buộc các bạn cần phải nộp bài báo của mình uh, cho các cái tạp chí mà có bình duyệt. Thế thì khi sau một thời gian chúng ta đợi, chúng ta nhận được à uh, phản hồi của những người uh, bình duyệt và bao chúng ta thì chúng ta sẽ 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 xử lý um, gọi là xử lý phản hồi các cái phản hồi đó như thế nào Đấy, và cuối cùng thì tôi sẽ nói sơ qua cái chuyện là là làm thế nào chúng ta tạo ra cái ảnh hưởng từ cái cái nghiên cứu của mình không? ngoài cái cái cái, cái, cái um, gọi là cái cộng đồng học thuật